xây dựng được một cái sân vận động, không chỉ là sân vận động, đây cảnh sát đi tuần tra bằng ngựa. Rất là hoành tráng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của Hè Phạm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn chuyến đi của mình đến Munich. Ngày mai diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Anh ở sân Allianz Arena ở thành phố Munich, phía Tây Đức. Trên tay mình là tấm vé mình đã tự in ra. Lần này ban tổ chức cho khán giả tự nhận vé qua email và in ra mang đến sân check. Của mình là ghế 31 này, khu vực 101 và hàng 13. Hàng 13 là tính số từ 1 đến 13, cũng gần sát với lại đường biên. Giá vé lần này của trận đấu là 100 đồng, kèm theo lệ phí 2 đồng nữa là 102 đồng. Trong một trận đấu giữa hai đội tuyển mạnh thì mình nghĩ như thế là xứng đáng. Và vị trí cũng khá ok. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 5 năm ở Đức mình mới đi được xem một trận đấu đỉnh cao. Lần này hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đối với cả mình. Mình sẽ cố gắng quay được những cái đoạn video, những cái khu vực sôi động nhất cho các bạn xem. Đây, trước khi đi thì mình có chuẩn bị ngần này thứ rồi. Trong này thì là quần áo tất, đồ dùng cá nhân. Ngoài ra thì có một chiếc lens 70-200. Ở đâu? 28-70. 70-200. 28-70. Một chiếc triple kính râm không thể thiếu, đấy là cục sạc dự phòng, ví tiền tất nhiên rồi, tai nghe để mình nghe nhạc trong lúc đi tàu. Thì theo quy định của sân thì các bạn sẽ không được mang một cái túi to quá khổ A4. Nếu quá khổ A4 thì sẽ không được mang vào sân. Mình cố gắng có một cái chiếc túi như này là bé hơn khổ A4 rồi. Mình nghĩ là sẽ đựng vừa được cái camera đang quay này và tất cả những đồ dùng cần thiết mang vào sân. Còn túi đồ mình sẽ để ở khách sạn. Hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ để được vào sân các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở sân vận động Allianz Arena, thành phố Munich. Chào các bạn, bây giờ là 5 giờ 20 sáng và mình đang di chuyển ra để bắt tàu. Cùng hai chặng, mình sẽ đến Hof, rồi đổi tàu đến hãng Munich. Hẹn gặp các bạn trên chặng đường tiếp theo. Thì mình đang ngồi ở quán châu Á, ngồi ăn và đợi đến giờ bóng lăn. Giờ đang là 6:15, khoảng 2 tiếng nữa thì bóng sẽ lăn. Và hôm nay mình có đi cùng một anh bạn Ấn Độ. Mình thì nói tiếng Việt, mình thì nói tiếng Đức, còn bạn này thì nói tiếng Anh. Toy in English. Ok, dàn sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trên sân Allianz Arena. Hãy
reo hò của các cổ động viên hai bên đằng xa này. Đây là đội tuyển cổ động viên của đội tuyển Anh, rất là ồn ào. Tại vì mình đang đứng trước cửa bia và ở đây thì có rất nhiều cảnh sát và fan của cổ động viên Anh, thì họ đang rất ồn ào và hát. Bạn xem trước này, cảnh sát rất nhiều. Cũng chỉ để giữ trật tự thôi, chưa đến lúc phải phá bởi vì trận đấu chưa bắt đầu. Bạn biết những cái quả cầu và cái chữ P3, P2 này là gì không? Đây là những cái vị trí đánh dấu ở bãi đỗ xe trước cửa sân. Tất cả dưới hầm, dưới lòng đất này là hầm để xe rất nhiều tầng. Họ đã xây dựng được một cái sân vận động, không chỉ là sân vận động. Đây, cảnh sát đi tuần tra bằng ngựa. You know what you have to do, right? Rất là hoành tráng. Thank you. Chào các bạn, bây giờ mình đã hiện tại đang ở trên gần sân rồi. Đứng ở gần thì mới thấy cái độ hoành tráng của cái sân Allianz Arena này. Cấu trúc và cách thiết kế rất là độc đáo. Không có gì để chê. Tất cả những cái vỏ bọc này là bằng như là bằng nhựa thì phải, hoặc là plastic gì đấy. Cấu trúc tuyệt vời. Nếu vào sân thì cái độ hoành tráng của nó còn kinh khủng hơn các bạn. Hiện giờ thì mọi người vẫn đang tiến hành đi vào sân. Cổ động viên đang đi di chuyển vào sân. Và mình cũng thế, mình cũng sẽ đi vào sân ngay bây giờ. Không thể chờ được nữa rồi. Quá hồi hộp. Pin của mình thì cũng sắp hết cơ. Nó khổ ý. Đây là khu vực kiểm tra vé, xuất vé. Mình thì ở khu vực cầu thang S nên là mình sẽ đi theo hướng bên này. May quá thời tiết hôm nay thì không có
giọt mưa nào. Sáng mình đi từ thành phố của mình xuống đến thành phố Munich thì mưa nặng hạt và thời tiết rất là xấu. Nhưng mà số của mình lần đầu đi xem trận bóng thì nó không đến mức tồi tệ như thế này được. Bạn thấy sôi động chưa? Trời đất ơi! Cái gì trước mặt tôi thế này? Stop!
Kết thúc hiệp 1, tỷ số ra là không đều. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao để tiếp tục hiệp hai. Trong thời gian nghỉ hiệp 2 thì mình đã đi mua nước để uống. Rất là tiếc khi mình đang mua xếp hàng thì Đức có bàn thắng mở tỷ số và mình đã không được xem. Rất là tiếc nuối vì thời gian đứng xếp hàng quá lâu. Đầu hiệp 2 thì Gabri và Timo Vesner chuẩn bị được thay vào sân. Tỷ số lúc này đang là 1-0 với Đức. Dù đang dẫn trước một bàn nhưng mà huấn luyện viên vẫn tung các cầu thủ tấn công vào sân để nhằm giãn cách tỷ số. Tấn công nhiều không có bàn thắng. Và cuối cùng đội tuyển Anh đã được hưởng một quả penalty sau một pha lập bập trong vòng cấm. Và tất nhiên Harry Kane đã không bỏ lỡ quả đá phạt này. Tỷ số được cân bằng 1-1. Và tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận. Hai đội chia điểm trên sân Allianz Arena. Thank you.